Chào cả mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người trong video của tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì tôi đang có mặt đứng cạnh tại một chiếc xe khách gắt, phiên bản xe khách gắt 17 chỗ. Và chiếc xe này là do tôi, trước đây cách đây vào năm 2020 ấy, tôi đã giao cho một anh khách hàng ở trên Phú Thọ. Và hiện tại cái xe này nó là xe đời 2019. Cái thời điểm đó thì đời 2019 là đời cao nhất rồi. Đó thì anh đã lấy chiếc xe khách gắt phiên bản 17 chỗ này. Tính đến thời điểm hiện tại là được gần 2 năm, đến tháng 11, giữa tháng 11 này là sẽ được 2 năm. Và hôm nay thì anh đấy là có quay lại để mà bảo hành, bảo dưỡng và làm thêm một số cái nội thất ở bên trong xe. Thì nhân dịp có cái cơ hội này, tôi sẽ làm một cái video để mọi người có thể là trải nghiệm thực tế cái chiếc xe khách gắt sau 2 năm sử dụng thì nó sẽ như thế nào. Và cái thứ nhất và cái thứ hai là những cái lỗi vặt mà con xe này nó sẽ phát sinh ra trong cái quá trình mà khách hàng sử dụng, nó là những cái lỗi gì. Thì mọi người là hãy theo dõi hết video này của tôi để có thể là biết thêm được một số cái thông tin về cái dòng sản phẩm xe gắt này nhá. Tôi sẽ không nói về ngoại hình của xe, bởi vì là ngoại hình của xe thì sẽ do tìm bác tài. Bác tài có giữ gìn xe hay không thì nó mới có được một cái ngoại hình mới hay là cũ, có bị xước sát hay không, đó là do bác tài hết. Sự cẩn trọng của bác tài nó là điều quan trọng nhất. Đó, còn như chiếc xe này của tôi thì mọi người có thể thấy là một cái diện mạo bên ngoài của nó vẫn khá là ok, vẫn rất là mới sau 2 năm sử dụng. Nước sơn thì vẫn cảm giác vẫn rất là bóng. Đó. Đây, chiếc xe này là biển Phú Thọ, biển 19-00062. Tôi vẫn nhớ cái hồi mà đi bấm biển này, cảm giác nó vẫn còn đọng lại trong tôi. Biển 62 là cái biển đầu tiên ở trên Phú Thọ lăn bánh con gác này. Đây là chiếc xe đầu tiên lăn bánh trên Phú Thọ. Và tôi cũng đã bốc được cho khách hàng một cái biển 62 lộc mãi nó có. Và chúng ta sẽ lên trên khoang nội thất để xem là hôm nay thì bác tài đã làm thêm những gì. Thế thì để mà quay được một cái video trải nghiệm chiếc xe cũ này nó cực kỳ khó luôn anh em ạ. Bởi vì là các bác tài ấy, chạy xe nó cứ liên miên thôi. Hầu như là rất ít thời gian để mà chúng tôi có thể là xin gặp mặt được những chiếc xe cũ như này để mà quay cho mọi người. Hiện tại tôi đang phải xin phép anh nhân viên kỹ thuật ở bên tôi là để anh nghỉ ngơi một lát để tôi có thể là quay một chút về nội thất ở bên trên. Đồ đạc mọi người có thể thấy là anh đang kiểm tra lại hệ thống điện này. Đó. Chúng ta sẽ cùng lên trên khoang nội thất để xem là khách hàng đã làm thêm những gì. Mọi người thông cảm với tôi một chút nhá, bởi vì là hiện tại trên khoang nội thất này nó đang bị hơi bừa bộn một chút. Bởi vì sao? Là chiếc xe này hiện tại đang được anh kỹ thuật ở bên tôi kiểm tra lại hệ thống điện. Đó, bảo dưỡng sau 2 năm di chuyển thì chắc chắn là nó sẽ xảy ra một số vấn đề về điện, thì anh ấy đang kiểm tra lại và khắc phục. Đó, thì như cái phần nội thất ấy, thì chiếc xe này nguyên bản đợt trước tôi bán cho khách hàng ấy thì là nó chỉ là một chiếc xe nguyên bản thôi, nó không có thêm một cái gì cả. Đó, thì sau 2 năm sử dụng thì cái phần trần này và cái phần ghế dạ, cái phần ghế lỉ này, trước đây đời 2019 ghế nó là ghế lỉ nhá, thì nó đã bị bẩn rồi. Và anh khách hàng của tôi là có nhờ tôi là chú làm giúp anh một bộ áo da, thì tôi có làm thêm một cái phiên bản là ghế da như này nữa. Thì đây là cái phiên bản trước đây thì chúng tôi đã làm rất là nhiều rồi, làm như này thì nó sẽ vừa sạch sẽ hơn và dễ dàng vệ sinh hơn. Và đặc biệt đó là mức chi phí mà chúng ta đầu tư thì nó cũng rất là rẻ. Một bộ ghế da cho một chiếc xe 17 chỗ như này thì chúng ta sẽ phải bỏ ra số tiền đó là 7,5 triệu. Đó, chúng ta chọn màu như nào được. Đó, một bộ ghế rất là đẹp. Còn anh khách này thì tôi thì không cần làm bật ngả nên tôi cũng không muốn làm thêm. Đó, trải sàn thì anh có cắt sẵn rồi và bây giờ tôi đang tháo ra để mà xử lý một số vấn đề. Đó là cái trần này này, thì tôi đang cắt cái phần trần này để bọc cho anh ấy thêm một cái phần thảm 5D ở đây. Đó, một trần da và cái phần vách này đó là da 5D ốp vào đây nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, thì về không quanh như này thì khách hàng tôi chỉ làm thêm những cái tiết nó rất là nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nhìn tổng thể thì chiếc xe này nó đã trông nó đã ổn hơn rất là nhiều so với cái thời điểm mà anh khách hàng mang xuống. Đó, còn phía bên trên nội thất này thì trước đây thì anh khách hàng của tôi cũng chỉ làm thêm có mỗi một cái bọc vô lăng. Đó, màn hình vẫn để nguyên zin nhá, anh này để nguyên zin của xe luôn, chạy không thay thế một cái gì cả. Đó, và đặc biệt đó là bên trên này thì anh khách hàng có làm thêm hai cái loa, độ thêm hai chiếc loa rất là đơn giản thôi. Loa này là khách hàng tôi tự làm thôi nhá. Bên này thì đang tháo ra để kiểm tra lại hệ thống điện rồi. Đó, rất là đơn giản thôi. Đó, còn sau đây thì chúng ta sẽ và làm thêm một chiếc cửa điện ở đây. Automatic door, thì cửa điện này là khách hàng tự lắp chứ không phải là tôi lắp. Cũng không biết là giá thành như thế nào, nhưng mà tôi thấy thì nó cũng tương đương giống với cái loại bên tôi hay lắp. Thì giá thành nó cũng tương đương khoảng tầm 6 triệu rưỡi, 7 triệu rưỡi gì đó. Và bây giờ thì đến cái phần mọi người quan tâm nhất, đó là sau 2 năm sử dụng thì chiếc xe này nó sẽ có những cái lỗi như nào, đúng không? Đó, thì xin mời mọi người.
Anh khách hàng này của tôi thì sau 2 ngày sử dụng thì cũng có những cái lời lận xem, nó khá là tích cực. Hầu như là anh khách hàng của tôi chưa phải khắc phục cái lỗi gì cả, mới có thay một lần phanh này. Hiện tại là xe này nó chạy được là 4 vạn rồi, mới có thay phanh một lần này. Và hiện tại thì xe nó đang mắc thêm hai cái vấn đề nữa. Thứ nhất đó là về cái phần bậc cửa lên xuống này. Đó, thì như mọi người thấy là hiện tại là máy đang lổ nhá, cửa mở nhá, nhưng mà cái bậc này nó không thò ra. Đó, nó xảy ra cái lỗi đó là nó cứ thụt ra, thò vào liên tục. Thì hiện tại là tôi đang ngắt tạm cái cơ chế đi để mà khắc phục lại cái phần hệ thống này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là đây, mọi người có thể nhìn thấy cái hệ thống mốc của xe này. Sau 4 vạn nhưng mà nó đã bị ăn mòn khá là nhiều rồi. Đó, thì anh khách hàng này của tôi có chia sẻ là nó đang bị ăn nốt một cách nhanh kinh khủng luôn. Thì sau khi mà đến công ty của tôi kiểm tra ấy, thì là hiện tại là cái thước lái của nó đang bị lệch, dẫn đến là cái độ trụng của xe nó không còn như ban đầu nữa. Và hiện tại thì cái độ trụng nó bị lệch khá là nhiều, dẫn đến là khi mà chạy, mà đặc biệt đó là anh khách hàng là tôi chạy ở cái khung đường Phú Thọ ấy, nên là cái độ dốc này và cái khúc cua ở trên đấy ấy, thì nó khá là nhiều, dẫn đến là cái tình trạng mà lốp nó bị ăn mòn khá là nhiều và nó bị lệch nhá, nó bị ăn lệch. Cái này thì nó lại bị ăn ở mép ngoài này. Đó, thì anh khách hàng tôi là trước đây là đã bị ăn ở mép bên này và đã đảo chiều bánh vào trong rồi, đảo một lần rồi và nó sẽ tiếp tục bị như này. Nhưng mà là do công việc nó quá là nhiều nên là khách hàng tôi không có thời gian để xuống với tôi làm. Thì hôm nay nó có cơ hội để xuống đây để tôi khắc phục và xử lý luôn một thể. Thì tôi đã xử lý xong cái phần bậc lên xuống rồi, và bây giờ thì nó đã có thể là thò ra thụt vào bình thường rồi. Còn cái độ trụ này thì lát nữa thôi, chúng tôi sẽ cho lên máy để mà cân và chỉnh sửa lại cái độ trụ của cái phần cầu trước và cầu sau này, để làm sao để đảm bảo cho được là nó sẽ không còn là hiện tượng là bị ăn nốt nữa. Đó, và một cái bệnh nữa ở con xe này, đó là ở cái phần cầu sau này này, là sau một số cái thời gian sử dụng ấy, thì sau khi mà tôi hỏi kỹ anh khách hàng ấy, thì anh khách của tôi mới nói thật đó là anh đấy kiểm tra thấy cầu sau này nó bị vơi, thì anh đấy có đổ thêm dầu nhưng mà đổ thêm một cái loại dầu khác vào, dẫn đến là cái hiện tượng là hai cái dung dịch dầu nó khác nhau, cái độ nhớt của nó khác nhau, dẫn đến là nó đã xảy ra cái hiện tượng là nó bị rò rỉ dầu ở cái phần cầu. Đó, mọi người có nhìn thấy cái vết ướt không? Đó, nó đã bị rò rỉ cầu. Thì sau khi mà quá trình mà tôi đã phải trao đổi cụ thể với khách hàng là anh thay dầu như thế nào, thay dầu thay nhớt như thế nào, bởi vì khách hàng ở rất là xa nên là khách hàng không thường xuyên đến xưởng của tôi để mà bảo dưỡng sửa chữa. Đó, dẫn đến là tôi phải hỏi rất là kỹ thì anh ấy mới nói thật là anh thay một cái loại dầu khác vào, anh đổ thêm một cái loại dầu khác vào. Thì từ đây tôi cũng khuyên khách hàng là khi mà chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm xe cát này, nếu mà có sử dụng cái loại dầu khác ấy, thì chúng ta nên là thay thế toàn bộ bằng cái loại dầu khác, chứ không nên là dùng lẫn hai cái loại dầu như vậy. Nó sẽ rất là gây ra những hiện tượng là bôi trơn rất là kém, dẫn đến là sẽ bị rò rỉ dầu ra bên ngoài này, dầu nóng quá nó sẽ bị đẩy áp suất ra bên ngoài và nó sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài này. Và khi gặp lặng ấy thì nó còn gây ra hiện tượng là cầu nó còn không thể làm mà hoạt động được nữa cơ. Nó cũng khá là nguy hiểm đó. Đó, thì sau cái quá trình mà chúng tôi kiểm tra thì chúng tôi đã khắc phục được hoàn toàn cái lỗi ở trên cái chiếc xe gắt 19 chỗ biển Phú Thọ này rồi. Đó, thì mọi người mà khi mà xem hết cái video này thì cũng mong là mọi người sẽ có được một vài cái lưu ý khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm xe này. Đó, và đặc biệt đó là cái lỗi mà cái phần thò cái phần bậc cửa lên xuống của chiếc xe gắt này này, nó thường xuyên bị thò ra thụt vào liên tục, thò ra vào liên tục. Đây cũng chính là một cái lỗi rất là bình thường thôi. Thì mọi người có thể khắc phục bằng một cách rất là đơn giản. Đây là khi mà nó xảy ra cái hiện tượng đó thì mọi người sẽ kiểm tra giúp mình hai cái phần cảm biến đây, một là cái miếng đồng ở đây này. Đó, hai là cái đây. Nó là hai cái phần tiếp xúc với nhau khi mà chúng ta đóng vào. Đó, thì chúng ta có thể là dùng dây giáp chúng ta đánh bóng đi một chút. Đó, thì khi mà đóng vào thì nó sẽ hạn chế được cái trường hợp đó. Và khi mà chúng ta xử lý qua như vậy rồi mà nó vẫn không hết ấy, thì chỉ còn một cách đó là mang đến cơ sở bảo dưỡng gần nhất để chúng tôi kiểm tra lại cái hệ thống điện ở bên trong, xem là cái dây nào nó bị đứt thì chúng tôi sẽ khắc phục lại cho mọi người. Đó, nó chỉ xảy ra những cái lỗi rất là cơ bản như vậy thôi. Thì cũng mong là thông qua video này mọi người sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm xe cát của Nga này. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.